Thưa quý vị, là một trong những dịch vụ công đặc biệt được thành lập theo quy định của Luật Trẻ Em năm 2016. Những năm qua, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 là nơi tiếp nhận xử lý thông tin, thông báo tố giác nguy cơ hành vi xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, mức độ nhận biết của trẻ em trên cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng về Tổng đài 111 còn rất hạn chế, thậm chí nhiều trẻ em vẫn không biết đến đầu số này. Chính vì vậy, việc tăng cường các giải pháp truyền thông để nâng cao nhận biết cho trẻ về kênh thông tin này cần được quan tâm. Đây là một buổi truyền thông cộng đồng của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông thuộc Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức mới đây tại thành phố Đà Nẵng. Tham dự chương trình là các em học sinh cấp 2, cấp 3 tại làng trẻ em SOS và trường Hesman Manor. Qua những hình ảnh trực quan sinh động cùng cách truyền đạt dễ hiểu của ban tổ chức, đây là lần đầu tiên các em học sinh được tiếp cận một cách bài bản đầy đủ với các chức năng của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, một địa chỉ tiếp nhận thông tin phản ánh tố giác các vấn đề liên quan đến trẻ em đã được quy định cụ thể trong Luật Trẻ Em 2016 mà lâu nay các em vẫn còn khá mơ hồ. Thì em thấy Tổng đài 111 là một trong những nơi để tụi em có thể bày tỏ được cái quan điểm, bày tỏ được cái những vấn đề mà tụi em mắc phải, tụi em chưa có được những giải quyết, chưa có tìm được một cách, một hướng giải quyết mà sao cho phù hợp. Và Tổng đài 111 là nơi để tụi em tới để bày tỏ và những quan điểm của tụi em, và các anh chị sẽ cho tụi em những hướng đi, những định hướng đúng đắn. Tổng đài 111 là một số điện thoại cần thiết cho các trẻ em. Theo thống kê, trong 17 năm qua, Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 đã nhận được trên 4,5 triệu cuộc gọi đến, trong đó đã tư vấn hơn 410.500 ca và hỗ trợ can thiệp cho gần 7.000 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Làm thế nào để nâng cao mức độ nhận biết của trẻ em về Tổng đài 111 là một trong những nội dung được Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương chú trọng triển khai thực hiện. Việc đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, tăng cường tư vấn, hướng dẫn trong trường học hay lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng là những cách làm cần được nhân rộng. Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em là trực thuộc Bộ Lao động, cho nên chúng tôi có cái kênh từ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp thành phố, rồi là các cái huyện và xuống đến tận là cấp xã. Theo như quy định tại Luật Trẻ Em và Nghị định hướng dẫn luật, đó thì tất cả những cái thông tin mà khi chúng tôi tiếp nhận được và chúng tôi sau cái quá trình đánh giá mà thấy rằng là có cái vấn đề trẻ em bị bạo lực xâm hại thì ngay lập tức là tùy theo mức độ nghiêm trọng thì chúng tôi liên hệ với cán bộ bảo vệ trẻ em cấp xã phường và các cái công an ở tại địa bàn đấy để kịp thời xác minh và bảo vệ hỗ trợ cho trẻ em được một cách tốt nhất. Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 với 3 số 111 là những số hàng đầu, ngắn và dễ nhớ. Tổng đài hoạt động 24/24 và các cuộc gọi đến tổng đài là hoàn toàn miễn phí cước gọi và cước tư vấn. Từ thực tế, một số vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng chưa được kịp thời ngăn chặn, can thiệp do trẻ em không biết số điện thoại 111 để thông báo tố giác đã cho thấy cần phải tăng cường truyền thông về tổng đài nhiều hơn nữa trong thời gian đến.